Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Luis, cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hiện tại tôi đang có mặt ở Kim Thành, Hải Dương để chia sẻ tới quý vị và các bạn một cái hệ mái Nhật mà bên Kisato đã thi công trọn gói cho gia đình nhà chị Nguyễn Thị Mai các bạn nhé. Đấy, thì là sau khi mà sử dụng cái dịch vụ thiết kế bên công ty chúng tôi thì gia đình chị cũng như toàn bộ các thành viên trong gia đình rất là ưng ý với cái sản phẩm mà bên Kisato thiết kế cho gia đình nhà anh chị, thì tiếp tục tin tưởng vào công ty, gia đình anh chị đặt thêm một dịch vụ nữa, đó là thi công trọn gói cái hệ mái các bạn nhé. Thì cái hệ mái của nhà chị Mai đó là cái hệ mái Nhật các bạn nhé. Đấy, thì là chia sẻ với quý vị và các bạn từ cái thời điểm mà năm 2018-2019 khi mà Kisato đưa cái công nghệ thiết kế cũng như thi công trọn gói cái hệ mái bằng cái hệ kèo thép siêu nhẹ BlueScope ngói Romatic, thì là trong cái quá trình đưa vào sử dụng thì nhận được cái sự phản hồi của khách hàng rất là tốt, rất là ưng ý. Thì cái thời điểm đó thì cái vật liệu nó còn mới mẻ, nhiều gia chủ còn bỡ ngỡ, nhưng đến thời điểm hiện tại thì nó trở nên là phổ thông rất nhiều. Đấy, và được khách hàng rất là nhiều người tin tưởng và sử dụng. Đấy, thì nó có rất là nhiều ưu điểm. Thì ngay sau đây tôi sẽ giới thiệu quý vị và các bạn qua cái phần kết cấu của hệ mái này nhé. Đầu tiên các bạn thấy đây thì là những cái hệ khung thép, thì nó không phải là thép hộp nữa mà đây là những cái thanh định hình rắc BlueScope các bạn nhé, bằng cái vật liệu thép mạ kẽm với cường độ chịu nén và chịu cáo rất cao. Đấy, đây cái vị trí tôi đang đứng đây là những cái thanh này, gọi là thanh C75. Đấy, xe này thanh những thanh này nó sẽ để kết cấu cho những phần chống và phần giằng ngang, thì các bạn thấy đây. Đấy, thì nó cấu tạo chủ yếu là hai thanh chính các bạn nhé. Đây, đối với cái thanh định hình thì đây là cái thanh chống và thanh giằng này các bạn thấy đây. Còn vị trí tôi, cái đây là cái thanh C40 TS40, cái thanh này dùng để bắn vào cái phần ngang này, để sau khi các bạn dùng thì mình hay gọi là lito đấy, thì ngói sau này sẽ bắn trực tiếp vào cái thanh này các bạn nhé. Đây, vị trí chưa lợp các bạn có thể thấy đây. Đây chính là cái thanh TS40 này, thanh này là bắn ngói các bạn nhé. Đấy, thì cấu tạo chỉ có hai thanh chính. Rồi cái liên kết giữa các cái thanh này với nhau thì chúng tôi sử dụng kết cấu đó là liên kết vít các bạn nhé. Đây là cái thanh vít nung nóng này, vít này là chống cắt các bạn nhé. Đây, rồi thế còn cái liên kết mà giữa cái thanh này ấy, thanh này với sàn như các bạn thấy đây, đây thì tôi chính là sử dụng cái bản mã này các bạn nhé. Đây là cái bản mã liên kết giữa cái thanh ngang với sàn bê tông các bạn nhé. Đấy, thì đây chúng khoan một cái lỗ này, và sau này sẽ sử dụng cái vít nở này khoan trực tiếp xuống tường. Đấy, sau đó liên kết với sàn bê tông. Còn cái vị trí đây chính vị trí vít này, vị trí này sẽ là khoan để vít trực tiếp vào cái thanh ngang. Đây các bạn thấy đây, đây là vị trí bản mã này, vít nở này, đây vít nung nóng này các bạn nhé. Đây là liên kết với sàn. Đấy, thì cái khẩu độ như các bạn thấy đây, những khẩu độ này sẽ rơi vào khoảng 1,5 m các bạn nhé. Đây khẩu độ thanh chống, cách thanh chống rơi khoảng 1,5 m. Rồi đấy, thì tùy vào những cái vị trí cao độ mái mà chúng tôi kết hợp thêm những cái thanh ngang giằng để tăng cứng cho cái hệ khung các bạn nhé. Thì đây các bạn sẽ thấy những cái thanh ngang chúng tôi liên kết để tăng độ cứng cho cái khung mái. Rồi một vài vị trí nữa các bạn sẽ thấy đây, đây là những cái vị trí của cái máng nước. Đây, máng thì chúng tôi sử dụng máng inox 304 các bạn nhé. Đây đối với những cái mái âm thì nó sẽ nước sẽ thu về máng. Đấy, còn những cái mái dương thì chúng ta sẽ không sử dụng máng mà chúng ta chỉ sử dụng ngói bò úp nóc thôi. Rồi về phần ngói thì các bạn thấy đây, ngói là chúng tôi sử dụng ngói là ngói Romatic các bạn nhé, ngói Romatic Nova này. Đây là cái phần ngói các bạn này. Đó, như gia đình nhà chị Mai là sử dụng cái màu xanh rêu, màu xanh các bạn nhé. Đây ngói này thì có độ bền màu rất là cao và có nhiều những cái ưu điểm vượt trội mà trong quá trình sử dụng nó đã khẳng định trên thị trường rồi các bạn nhé. Rồi thế đối với những cái dòng ngói này chúng tôi bảo hành màu lên tới 20 năm các bạn nhé. Rồi riêng về màu
Và đấy là những cái vật liệu cơ bản để cấu thành nên cái hệ mái ngói này các bạn nhé. Thì để mà mỗi cái hệ mái ngói chẳng hạn như mái Nhật hoặc là mái Thái thì nó có những cái đặc điểm riêng, và trong quá trình thi công mỗi loại mái nó sẽ khác nhau. Đấy. Thì thi công cái phần mái này ấy, thì nó cũng là tương đối là khó, tại vì là nó có nhiều những cái vị trí mà nếu như chúng ta thi công không tốt, không kỹ mà không không có tầm không có kỹ thuật cao ấy, thì các bạn sẽ để xảy ra những cái trường hợp chẳng hạn như là bị dột này, bị bui này, rồi thì những cái yếu tố hoặc là nếu mà thi công không chuyên nghiệp ấy thì các bạn sẽ bị cắt thừa, cắt dư cái phần xà gồ cũng như là ngói. Thì tất nhiên những cái phần vỡ và phần cắt ngói thì không, chúng ta không thể tránh được, nhưng mà chúng ta phải hạn chế được toàn bộ, hạn chế được tối thiểu những cái phần đấy để giảm cái chi phí cho gia chủ. Đấy, thì là vì hiện nay thì Kisato chúng tôi cũng đang triển khai cái phần thi công trọn gói mái này trên khắp 63 tỉnh thành, nên là chúng tôi có những đội ngũ thợ rất là chuyên nghiệp. Đấy, thi công rất là nhanh và đảm bảo cái phần về thẩm mỹ cũng như là kỹ thuật. Đấy. Thì chia sẻ với các bạn thêm một chút nữa là hiện nay thì nếu như chúng ta cũng có ở ngoài kia thì cũng có các tổ đội, các thợ thi công cái phần ngói này, phần mái riêng này. Thế nhưng mà để mà đạt được cái độ chuyên nghiệp các thứ thì chúng ta phải đi đến những cái đơn vị làm sao nó có uy tín, đã thi công nhiều trên khắp 63 tỉnh thành các bạn nhé. Đấy, thì là nếu như mà các bạn mà cảm thấy trong quá trình thi công gặp nhiều vấn đề khó khăn thì hãy liên hệ ngay công ty chúng tôi, có thể là chúng tôi cũng sẵn sàng tư vấn miễn phí cho các bạn. Hoặc là đâu đó nếu như các bạn đặt một cái dịch vụ thiết kế bên công ty khác thì cũng có thể là đặt những cái dịch vụ thi công trọn gói bên công ty chúng tôi, thì khách hàng có nhu cầu là bên tôi sẽ, chúng tôi sẽ phục vụ nhiệt tình nhất có thể. Một lần nữa cảm ơn quý vị các bạn đã xem hết cái video chia sẻ của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại cho các bạn trong những video tiếp theo.